Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Bưu điện tỉnh được ví như cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính, giúp giải quyết các thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, tránh việc phải đi lại nhiều lần để giải quyết một thủ tục hành chính. Đặc biệt trong mùa dịch vụ bưu chính công ích càng được đẩy mạnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức cá nhân trong hoàn cảnh mới. Anh Nguyễn Kim Ngọc ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm đến trung tâm hành chính công để làm thủ tục cấp đổi bằng lái xe ô tô. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục cấp đổi, anh ra bộ phận một cửa của Bưu điện tỉnh để được hỗ trợ chuyển phát nhanh về tận nhà khi có bằng lái xe mới. Trước thì phải đi lại rất là nhiều lần, bây giờ thì chỉ cần đi một lần như thế này xong là chuyển về tận nhà luôn, không phải đi lại nhiều lần, mất thời gian và tiền của. Ông Nguyễn Mạnh Hùng ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên trước đây thường ra các điểm chi trả cố định để lĩnh tiền lương hưu hàng tháng. Khi dịch Covid-19 bùng phát, ông rất lo lắng khi đến những nơi đông người. Được biết Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả tiền lương hưu cho người dân qua thẻ ATM. Ông đến Bưu điện để làm các thủ tục chuyển lương hưu hàng tháng qua thẻ. Bây giờ chuyển qua thẻ tiện ích và thuận lợi cho bà con mùa dịch này cho nó đảm bảo an toàn. Đến đây thì làm rất thuận tiện và nhanh chóng chứ không có gì vướng mắc cả. Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở ban ngành trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Toàn tỉnh hiện có 162 điểm phục vụ của bưu điện và 43 bưu cục thực hiện các dịch vụ bưu chính công ích. 8 tháng đầu năm 2021, Bưu điện tỉnh đã thực hiện hơn 530.000 dịch vụ bưu chính công ích với doanh thu trên 14,5 tỷ đồng, tăng 540% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính công ích chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, căn cước công dân, giao thông vận tải, y tế. Khi mà người dân sử dụng dịch vụ qua hệ thống dịch vụ bưu chính công ích có rất nhiều cái tiện ích, chỉ đến cơ quan nhà nước có một lần và nhận kết quả tại nhà. Như vậy là người dân sẽ không phải đi lại nhiều. Về phía bưu điện, chúng tôi tiếp tục tập trung nâng cao năng lực phục vụ, làm sao mà đưa các dịch vụ công tới tay các cái tổ chức và người dân với chất lượng tốt nhất. Về trang thiết bị, chúng tôi sẽ đảm bảo được là môi trường hoạt động chuyên nghiệp và ổn định. Về con người, chúng tôi sẽ tập trung đào tạo nâng cao năng lực. Việc triển khai tốt dịch vụ bưu chính công ích đã góp phần cung cấp những dịch vụ tiện ích, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho các tổ chức cá nhân. Từ đó, khai thác tối đa hiệu quả mạng lưới bưu điện rộng khắp trong cải cách thủ tục hành chính. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính cấp xã được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng chính quyền. Hoạt động cải cách hành chính cấp xã đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các thủ tục hành chính ở cấp cơ sở. Từ khi bộ phận một cửa của xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm đi vào hoạt động đã trở thành nơi tập trung xử lý thủ tục hành chính cho người dân. Đến nay bộ phận một cửa đã được kiện toàn với 5 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban, mỗi năm xã tiếp nhận hơn 2.000 thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đạt 96%. Các quy định về phí và lệ phí, thời gian giải quyết công việc được niêm yết công khai. Chúng tôi đã quán triệt anh em cán bộ công chức phục vụ nhân dân với tinh thần tích cực nhất, thường xuyên cử cán bộ đi tập huấn công nghệ thông tin. Mặc dù quy định là ngày thứ bảy cán bộ công chức được nghỉ nhưng chúng tôi vẫn tăng cường thời gian làm việc. Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào là một trong những địa phương đi đầu trong cải cách hành chính cấp cơ sở. Bên cạnh việc xây dựng bộ phận một cửa hiện đại, phường còn chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ công chức, chỉnh đốn lề lối tác phong làm việc. Phường để mạnh phong trào ngày thứ sáu không chờ, tập trung mọi nguồn lực để thứ sáu hàng tuần giải quyết triệt để các thủ tục cho người dân, hạn chế tồn đọng công việc sang tuần mới. Thời gian trước chúng tôi đến thì phải đi từng phòng rất mất là thời gian. Còn từ khi có một cửa thì tất cả chúng tôi sẽ đến đây và anh chị ở đây rất là nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn để làm thủ tục nhanh nhất. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho bộ phận một cửa là thường xuyên trực tiếp và tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính được thuận lợi. Trong đó có việc trực thêm giờ, thường xuyên được tập huấn, được sở nội vụ, rồi phòng nội vụ tập huấn và chỉ đạo bằng công văn trực tiếp. Hiện nay 161 trên 161 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện mô hình một cửa, 100% ủy ban nhân dân cấp xã triển khai ứng dụng hệ thống một cửa điện tử và chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính từ chính quyền cấp cơ sở đã tạo nền tảng vững chắc để đổi mới toàn diện, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.